sĩ Ngọc Tuyền.
bên nhau. Tuy nhiên tình yêu đấy phải trải qua rất nhiều những thử thách, những chông gai. Và quý vị có thể tìm xem vở opera La Bohème viết về câu chuyện này. Xin cảm ơn Thành Tâm và xin cảm ơn Joe Heron về một màn trình diễn tuyệt vời. Xin phép được giữ cái Joe Heron ở lại một chút. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là tôi là người rất là hâm mộ của Joe Heron từ nhiều năm nay rồi. Chỉ có mỗi một lần mà được xem chương trình chị biểu diễn là cảm thấy rất là vui, rất là may mắn. Không phải là phải đứng ở đây cùng với chị nữa là một cái hạnh phúc, và để nghe chị hát một trong những cái trích đoạn opera có thể nói là hay nhất đối với tất cả những người yêu opera trên khắp thế giới này thì rất là xúc động. Joe Heron thân mến, em sẽ nói tiếng Việt rất là chậm. Anh Thạch hỏi cần gì không? Anh Thạch là hiểu nhân viên của mình hơn ai hết. Joe Heron thân mến, chị đã sang Việt Nam và đã sống ở Việt Nam rất là lâu và đã làm việc cùng hát cùng với anh Tạ Minh Tâm cũng rất là lâu. Vậy có điều gì thú vị, interesting ở người đàn ông này và anh Tạ Minh Tâm này mà hôm nay chị có thể chia sẻ với mọi người? Anh Tạ Minh Tâm là một nhân vật rất quan trọng đối với tôi. Năm 2008 khi tôi bắt đầu giảng dạy ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là trưởng khoa thanh nhạc, anh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi là người nước ngoài đã có được sự tự tin nhập hòa với nhà nhóm hòa nhập với nhà trường, các thầy cô và các em sinh viên. Tôi biết anh Tạ Minh Tâm là anh Tạ Minh Tâm không những là một nghệ sĩ tuyệt vời, một thầy giáo tài năng đã đào tạo nhiều ca sĩ rất giỏi, mà còn là một người chồng, một người cha tốt trong một gia đình. Và tôi biết là anh cũng một người yêu mến yêu nước và công yêu nước, một người yêu nước công hiến rất nhiều trong sự nghiệp ca hát của mình. Kỷ niệm 40 năm nghệ thuật phát tâm nghệ thuật của anh Tạ Minh Tâm, tôi chân thành xin chân thành chúc anh luôn mạnh khỏe, thành công, công hiến nhiều hơn nữa. Cho nên nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nước nhà nói chung. Xin cảm ơn anh Long rất là nhiều, dễ thương vô cùng cho quý vị. Cũng phải anh Thành đã chỉ tay rồi, tôi giới thiệu là người đã đưa có công đưa Joe Heron về đây để chị ấy góp phần đào tạo rất nhiều cái tài năng nữa, anh Đào Nhật Quang, phu quân của chị Joe Heron. Rất là đẹp đôi, đẹp như đôi vừa nãy ở đây. Thưa quý vị, rất là vui ngày hôm nay được ở đây chia sẻ sân khấu này với anh Tạ Minh Tâm, anh Trần Hữu Thành cũng như các anh em trong dàn nhạc với rất nhiều người bạn ở đây. Chúng tôi cũng quen biết nhau ngoài đời và cũng rất là vui ngày hôm nay được chia sẻ cùng với anh Tâm cái niềm vui được đứng trên sân khấu để kỷ niệm 40 năm ca hát của anh. Chúng ta đã xem anh Tạ Minh Tâm đến giờ hóa thân vào rất nhiều vai rồi, gã công tước Tyler có, anh chàng si tình có, anh nhà thơ nghèo đắm đuối tán tỉnh cô gái thợ thêu bằng một bài hát đẹp tuyệt vời, và sau đây sẽ là một cái vai rất khác. Đây là một cái vai rất đặc biệt và là một thử thách cho bất kỳ giọng nam cao nào, bởi vì cái bài hát này nó quá hay. Và cái câu chuyện đó là rất thú vị, đó là vì câu chuyện mang màu sắc phương Đông. Đây là một trích đoạn được trích từ vở opera Turandot, nàng công chúa Turandot cũng của nhạc sĩ Puccini. Câu chuyện tự tóm tắt nhanh như sau: nàng Turandot rất xinh đẹp nhưng không chịu lấy chồng, bởi vì nàng cho rằng đàn ông trên thế gian đều là tầm thường. Cho đến một ngày có một chàng hoàng tử đến thách thức nàng điều đó, muốn trở thành người chồng của nàng. Và các chàng hoàng tử khi đến cầu hôn thì đều được nàng ra ba câu đố, ai trả lời cũng được thì ngay ngày hôm sau sẽ bị chặt đầu. Hàng trăm hoàng tử đã bị chặt đầu cho đến một ngày chàng hoàng tử Calaf đến và chàng trả lời tất cả các câu hỏi của nàng công chúa. Tất nhiên công chúa không dễ dàng gì khuất phục, nhưng chàng Calaf cho nàng một lựa chọn,
là nếu nàng trả lời được câu hỏi của chàng rằng câu hỏi đó chàng là ai thì nàng phải lấy chàng làm chồng, tức là nàng phải trả lời câu hỏi của chàng để được tức là xin lỗi, nàng phải trả lời câu hỏi của chàng để có thể không có quyền không lấy chàng làm chồng. Còn nếu nàng không trả lời được câu hỏi đó thì nàng phải lấy chàng Calat làm chồng. Đương nhiên một nàng cũng chưa hiếu thắng như Turandot không đầy nào dễ buông xuôi như vậy, và nàng ra lệnh cho tất cả người dân trong kinh thành trong đêm hôm đó phải tìm ra được câu trả lời gã hoàng tử này là ai. Nếu như mọi người không tìm ra được câu trả lời thì dân trong thành sẽ phải chịu chung số phận với những hoàng tử xấu số trước đó. Và chàng Calat tin rằng mình sẽ là người chiến thắng. Chàng hát một trong những bài hát đẹp nhất, hay nhất và cũng là khó nhất dành cho giọng tenor mà quý vị sẽ nghe sau đây, bản Nessun Dorma, và chúng ta cùng chào đón trở lại sân khấu nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Oh,
vô cùng quen thuộc của bài hát Trường Tôi. Đây là rất nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Trên sân khấu lúc này là hai vị nghệ sĩ khách mời Châu Heron và Ngọc Tuyền, cũng như là hai chữ T của đêm nhạc ngày hôm nay. Chúng ta còn thiếu một chữ T nữa để làm nên sự hoàn hảo hôm nay. Xin được mời lên sân khấu chữ T thứ ba, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Thủy. Vâng, anh là người đã bỏ rất nhiều tâm sức, ý tưởng cho đêm nhạc ngày hôm nay và cùng với những người bạn của mình đem ra một đêm nhạc đáng nhớ. Xin giới thiệu anh Lê Thủy. Vâng, và bây giờ mình xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sẽ lên tặng kỷ niệm chương cho nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Thưa quý vị, đây là những khoảnh khắc rất đáng nhớ. Những khoảnh khắc rất đáng nhớ để khép lại đêm nhạc ngày hôm nay. Bây giờ thì chắc là phải mời anh Tâm có vài lời chia sẻ. Chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc rất là xúc động rồi. Bây giờ cả ba chữ T đều đã đạt ở trên sân khấu rồi. Không biết nói gì hơn. Thật sự đây là một cái niềm hạnh phúc vô biên. Có nhiều chương trình hòa nhạc, đã có nhiều đêm hòa nhạc như thế này mà Tâm đã được thể hiện. Nhưng hôm nay là một cái cảm xúc đặc biệt, và chính cái cảm xúc đặc biệt đó nó tạo ra cái hiệu quả đặc biệt. Và đôi khi những cái sự đặc biệt đó nằm ở chỗ, những cái chỗ là nó có một cái gì đó ngoài cái sự dạy nghệ sĩ Lê Thủy. Và sau đây nữa thì cái chương trình này do anh Lê Thủy đã rất là công phu, nhưng vì sự xúc động của Tạ Minh Tâm cho nên là đôi lúc nó vượt qua khỏi cái sự sắp đặt của anh, đặc biệt là anh cũng như là nhạc trưởng của Tạ Minh Tâm. Thì Tạ Minh Tâm nghĩ là đây là một cái kỷ niệm thú vị, cái kỷ niệm đầy xúc động của Tạ Minh Tâm. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tất cả các thầy cô, bạn bè, tất cả các học sinh đã cùng chia sẻ với Tạ Minh Tâm chặng đường 40 năm này. Một lần nữa Tạ Minh Tâm xin chân thành cảm ơn, chúc sức khỏe. Vâng, và xin mời quý vị khán giả có thể lên tặng hoa cho các nghệ sĩ bên này được ạ.